Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tư vấn chăm sóc sức khỏe TT Medical. Như chúng ta đã biết thì bệnh tiểu đường là một căn bệnh mãn tính không lây và nó để lại nhiều biến chứng hết sức là nặng nề. Một số biến chứng như là ở não này, ở thận này, ở mắt này và đặc biệt là cái biến chứng là bàn chân đái tháo đường. Đó, cho nên là cái chỉ số đường huyết là một cái chỉ số hết sức là quan trọng. Việc chúng ta duy trì chỉ số đường huyết ổn định nó là một yếu tố khá là quan trọng để hạn chế được cái biến chứng do tiểu đường gây ra. Vậy thì cái chỉ số đường huyết của người bị tiểu đường mức độ nào mới gọi là an toàn để hạn chế biến chứng? Vậy thì trong buổi chia sẻ ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về vấn đề này nha quý vị và các bạn. Thì chỉ số đường huyết cho biết nồng độ glucose trong máu tại thời điểm đo được và được xác định thông qua xét nghiệm máu được tính bằng milimol trên lít hoặc là miligam trên decilit nha quý vị và các bạn. Và việc chúng ta chuyển đổi từ milimol trên lít sang miligam trên decilit thì được tính bằng cách là nhân với 18. Ví dụ như là đường huyết lúc đói của một người là 7 milimol trên lít thì khi chúng ta chuyển đổi qua miligam trên lít thì quý vị sẽ lấy là 7 nhân với 18 thì sẽ bằng là 126 milligam trên decilit nha quý vị và các bạn. Thông thường thì khi kiểm tra chỉ số đường huyết là người bệnh thường quan tâm đến là đường huyết lúc đói hoặc là đường huyết sau ăn. Tuy nhiên thì cái chỉ số glucose trong máu là nó sẽ thay đổi liên tục theo từng ngày, từng giờ và đặc biệt là nó phụ thuộc rất nhiều vào chế độ ăn của bệnh nhân. Do đó là để xác định toàn diện khả năng kiểm soát đường huyết trong suốt cả ngày thì người bệnh nên kiểm tra thêm chỉ số là HbA1c. Chỉ số HbA1c cho biết lượng glucose gắn với hemoglobin của hồng cầu. Đây chính là bức tranh toàn cảnh đánh giá là đường huyết trung bình trong suốt 24 giờ của một người và trong vòng 3 tháng trước đó nha quý vị và các bạn. Chỉ số HbA1c an toàn thì nó có nghĩa là đường huyết lúc đói và đường huyết sau ăn của người đó trong suốt 3 tháng trước là đều ổn định. Còn khi mà chỉ số HbA1c cao á thì nó đồng nghĩa với việc là tăng nguy cơ biến chứng tiểu đường nha quý vị và các bạn. Và theo hướng dẫn chẩn đoán và điều trị đái tháo đường của Bộ Y tế thì chỉ số đường huyết sau đây được xem là an toàn cho đa số người bị bệnh đái tháo đường nha quý vị và các bạn. Đường huyết lúc đói là đạt từ 80 đến 130 mg trên decilit và nó sẽ tương đương với là 4.4 đến 7.2 mmol trên lít nha quý vị và các bạn. Và đường huyết sau ăn 1 đến 2 giờ thì nó phải nhỏ hơn là 180 mg trên decilit và tương đương là 10. mmol trên lít. Và cái chỉ số HbA1c thì nó phải nhỏ hơn 7% nha quý vị và các bạn. Và nếu như chúng ta không thể kiểm tra chỉ số HbA1c định kỳ thường xuyên là 3 tháng một lần thì người bệnh tiểu đường có thể là kiểm tra đường huyết sau ăn và đường huyết lúc đói thường xuyên và liên tục tại nhà bằng cách là đo đường huyết mang mạch tại nhà, sau đó thì chúng ta sẽ ghi vào sổ theo dõi. Và việc để chúng ta kiểm soát cái đường huyết ở mức độ an toàn thì người bệnh có thể áp dụng một số cách sau đây. Thứ nhất đó là chế độ ăn của chúng ta là phải có chọn lọc, và mục đích chọn lọc thức ăn của chúng ta là để hạn chế tăng đường huyết sau ăn thì các bạn nên chọn những loại thực phẩm mà nó có nhiều chất xơ hòa tan cao này, ví dụ như là rau xanh này, củ ít tinh bột như là khoai lang này, rau họ đậu này hay là đậu nguyên vỏ, rồi yến mạch này, gạo lứt này, chất đạm này hay chất béo tốt từ quả bơ, hoặc là những loại trái cây có muối ít ngọt như là cam bưởi. Và các bạn cũng không nên ăn cơm quá nhiều nha. Đó, hạn chế ăn cơm này, gạo trắng này, bún, miến, cháo, khoai tây, bánh ngọt hay là những đồ uống có ga thì chúng ta là phải nên hạn chế. Những cái loại bánh mà làm từ tinh bột hay là từ bột gạo thì chúng ta cũng nên hạn chế nha. Với lại những cái loại trái cây ngọt như là sầu riêng hay là vải thì các bạn cũng phải nên hạn chế ăn nha. Và cái cách ăn nó cũng rất là quan trọng đối với người bị tiểu đường nha quý vị và các bạn. Thí dụ như trong bữa ăn thì chúng ta sẽ ăn canh trước này, chúng ta ăn rau trước thì nó sẽ làm giảm cái cảm giác thèm ăn của chúng ta xuống. Đồng thời khi ăn canh, ăn rau trước thì nó sẽ tạo cái cảm giác là no cho chúng ta rồi. Đó, cho nên là chúng ta sẽ ăn cơm ít lại. Ngoài ra nữa thì chúng ta khi mà chúng ta ăn rau nhiều, ăn chất xơ nhiều thì nó sẽ giúp là làm chậm cái quá trình mà hấp thu chất đường, hấp thu chất béo từ những cái loại thực phẩm khác nha quý vị và các bạn. Đó, ngoài cái chế độ ăn uống khoa học thì chúng ta phải kết hợp một cái nữa cũng rất là quan trọng, đó là tập luyện thể dục thể thao đều đặn thường xuyên. Đó, quý vị phải nhớ là đều đặn và thường xuyên nha. Đó, tập luyện, cách tập luyện thì chúng ta sẽ tập luyện là ít nhất là 30 phút trên một ngày và 7 ngày trên một tuần. Thì mục đích chúng ta tập luyện là để duy trì được cân nặng lý tưởng của mình. Đồng thời thì khi chúng ta tập luyện á,
chúng ta chơi thể thao thì nó sẽ giúp là cơ thể mình tiêu thụ đường tốt hơn, thì nó sẽ hạn chế được cái việc là bị tăng đường huyết nha quý vị và các bạn. Tiếp theo nữa đó là chúng ta phải luôn ngủ đủ giấc. Việc mà chúng ta ngủ đủ giấc thì nó sẽ giúp cho cơ thể mình là được sảng khoái hơn này, rồi thư giãn mạch máu này, nó sẽ giúp hỗ trợ kiểm soát đường huyết của người bị tiểu đường rất là tốt nha quý vị và các bạn. Thí dụ mỗi ngày thì chúng ta nên ngủ là khoảng 6 đến 8 tiếng thôi, chúng ta không nên thức khuya, và ban ngày thì chúng ta cũng không nên ngủ quá nhiều, vì khi đó thì nó sẽ làm cho cơ thể mình là cảm thấy là mệt mỏi và uể oải hơn nha quý vị và các bạn. Và khi chúng ta sử dụng thuốc điều trị đái tháo đường dài ngày thì quý vị và các bạn có thể uống thêm trà hoa cúc, hoa sen hay là trà quế, thì nó sẽ giúp chúng ta là bù nước, với lại nó sẽ giúp chúng ta là cải thiện giấc ngủ tốt hơn này. Đồng thời thì nó cũng sẽ đem lại một số lợi ích khác về sức khỏe của chúng ta nữa. Cho nên là việc chúng ta kiểm soát cái chỉ số đường huyết của mình nó rất là quan trọng. Nó giúp chúng ta là thay đổi được cái lối sống này, chế độ ăn uống, lối sống khoa học. Đồng thời thì nó cũng sẽ nâng cái chất lượng cuộc sống của chúng ta lên. Thì vừa rồi đó là những cái gì mình đã chia sẻ với quý vị và các bạn. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian để xem hết video này. Quý vị và các bạn hãy bấm like và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những cái video tư vấn về sức khỏe mà mình sẽ cập nhật thường xuyên. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.